Hôm nay lại review cho anh chị một cái sản phẩm hồ câu cá giải trí này, rồi view suối ha, quán cà phê có thu nhập ổn định nha anh chị. Đây, suối của mình là bám quanh đất ha, hơn 100 mét mặt tiền suối nha anh chị. Đây, hơn 100 mét mặt tiền suối này, bám quanh đất luôn nha. Suối này là suối đá nha anh chị, suối này là suối chảy quanh năm, mùa nắng mùa khô gì đều là lúc nào cũng có nha anh chị, rất là mát luôn. Tọa lạc ngay xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giáp với lại ngay ngã 6 Đá Bạc đây ha, ngay đường Phước Tân Hội Bài, cách đường Phước Tân Hội Bài nó khoảng tầm là 300-400 mét thôi. Thì đường Phước Tân đó là đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh nha anh chị ha, kết nối ra phải là đi về Thành phố Hồ Chí Minh, rẽ trái là đi về Hồ Tràm nha, cách biển Phước Hải đồ khoảng tầm là 25 phút đi xe thôi, rất là gần. Thì bây giờ em xin tóm tắt thông tin cơ bản ha. Chủ gửi cho em sản phẩm là hai sổ liền kề nhau, tổng diện tích là gần 3 sào. Hiện tại đất của mình là phủ hồng toàn bộ, chủ hỗ trợ lên thổ cư thoải mái luôn nha anh chị ha. Hiện tại chủ đang mong muốn với giá chỉ có là 5 tỏi 2 thôi, chủ để lại toàn bộ nha anh chị. Đây, thì mặt tiền đường nhựa của mình là 50m, còn bám suối đây, bám suối đây là nó khoảng tầm là 100m nha anh chị, dài đây. Trên đất của mình là có dừa bao quanh cái hồ có hồ câu cá giải trí này, cái hồ này khoảng tầm hơn một sào nha anh chị, hơn một sào, và có hai căn nhà cấp 4 này, máy thái bên này và một cái quán cà phê. Và trên đất của mình là có khoảng tầm 5-6 cái chòi kinh doanh quán cà phê luôn ha, có thu nhập ổn định nha anh chị. Anh chị lấy cái dừa này vào kinh doanh quán nước luôn ha, khỏi cần phải mua nha anh chị, tại vì dừa này ra dừa lùng siêu trái nha, dừa này gọi dừa lùng siêu trái, lượm cái dừa này vô mình kinh doanh thôi. Có sầu riêng quá đẹp luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ mời anh chị từ đường nhựa đi vào ha. Đó, có một cái quán cà phê, có căn nhà cấp 4 bên này, hai sổ liền kề nha. Đất của mình là cao ráo bằng phẳng, mặt tiền đường nhựa thêm vàng nha anh chị. Có quán cà phê nè, và có nhà cấp 4 bên kia nha. Đường nhựa hướng này anh chị, hướng này là mình đi thẳng ra khoảng tầm là 400 mét thôi, tới đường Phước Tân Hội Bài nha. Đây, mình là bám suối nè, mình là từ mí suối nè, ngay cái cầu này luôn nè. Cầu này là cặp cầu đá bàn nha anh chị, cầu đá bàn. Đây, suối này nè, từ cái mí đường nhựa này đi hết cái lô đất mình là bám suối là khoảng tầm 100 mét nha anh chị, 100 mét ha. Còn bám mặt tiền đường nhựa từ cái mí này nha, từ cái mí chân cầu này qua hai sổ liền kề là 50 mét nha, 50 mét mặt tiền đường nhựa. Đối diện mình là có một cái view quá đẹp luôn ha. Ở đây thì khu dân cư đông đúc nha, trường học, ủy ban, chợ rất là gần luôn. Đây, qua tới đây là một sổ này. Qua tới đây một sổ, sổ này là một sổ bên này là 20 mét mặt tiền. Còn sổ bên này là 30 mét mặt tiền nha, hai sổ liền kề. Chủ bán hai sổ, anh chị mua một sổ chủ bán luôn nha. Nói chung là nếu mà anh chị mua hết hai sổ luôn là 5 tỷ 2 chốt cứng luôn nha anh chị. Nói chung lúc trước là khách trả là 8 tỷ mà không bán nha. Mình tới đây nha anh chị, mình tới đây nè. 50 mét mặt tiền sâu vô trong, hai sổ liền kề luôn. Bây giờ em sẽ quay cho anh chị xem cái sổ 20 mét mặt tiền này trước nè. Thì sổ 20 mét mặt tiền này là có một cái chòi gỗ này, có một cái chòi gỗ để bán cà phê, và có mấy cái chòi tranh bên kia nha. Và có quán, có hồ cá luôn nha anh chị, có hồ cá, có quán cà phê này. Sổ này là ôm quanh hồ luôn nha, ôm quanh hồ luôn, hết cái hồ. Tới nhà cấp 4 này xong rồi đi vào cái tường bên kia là một sổ nha anh chị. Đây. Từ cái máy này vô bên kia là một sổ nha, chạy dài bên kia.
Đó, một sổ. Còn một sổ là cái nhà bên kia. Để ông quay vào cho anh chị xem nha. Rồi bây giờ em sẽ quay cái sổ thứ hai nha. À, hai sổ liền kề luôn. Đây. À, phía trước này có mấy cây mai cổ thụ luôn nè anh chị. Trước sân này ha. Thì anh chủ có nói là nếu mà để lại mấy cây mai này cho anh chủ thì chốt 5 tỷ thôi. Còn nếu mà anh chị mua luôn mấy cây mai này là chốt 5 tỷ 2 nha. Ok chưa? Quá tuyệt vời. Tổng diện tích là gần 3 sào nha anh chị. Có nhà cấp 4 này. Có quán cà phê, có hồ câu cá vị trí, suối bám quanh đắc. Tọa lạc ngay xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Nó chỉ vậy thôi ha. Đó, nhà cấp 4 bên này là có 3 phòng ngủ, 1 toilet, 1 phòng bếp ha. Nhà 3 gian. Đó, chủ đã bao quanh hết rồi. Phía bên này là bao quanh tường, còn phía bên kia là lưới B40. Phía bên suối kia là lưới B40 nha. Đó, rồi, nó nói chung là cái sản phẩm này là em review 2 lần rồi. Từ 6 tỷ đó, xuống ngoài 5 tỷ, nay chỉ còn hôm bữa là 5 tỷ 8, nay chỉ còn 5 tỷ 2. Đó, thời điểm sốt là 8 tỷ chủ không bán, nhưng mà bây giờ buộc phải bán nha. Ngân hàng siết quá siết rồi. Buộc phải bán. Bán lỗ luôn nha anh chị. Lỗ này không phải lỗ nhẹ mà lỗ nặng luôn nha. Ở đây thì điện nước đầy đủ ha. Đèn đường chiếu sáng, camera an ninh đầy đủ. Bây giờ em sẽ mời anh chị ra ngay đường Phước Tân Hội Bài đây ha. Cách đường Phước Tân Hội Bài khoảng tầm 400m nha anh chị. Rẽ phải ra đây là Phước Tân Hội Bài này. Để em quay ra cho anh chị xem. Đường nhựa nè, hai ô tô né nhau thoải mái luôn nha anh chị. Khu dân cư là kính bích luôn. Ở đây là gần trường học, gần ủy ban, gần nhà thờ luôn nha. Cách nhà thờ Đá Bạc nó khoảng tầm là 2km thôi. Rất là gần. Anh chị mua đầu tư nè, mua làm nhà vườn nghỉ dưỡng hoặc là mình mua kinh doanh hồ câu cá giải trí ha, quán cà phê, quá tuyệt vời luôn. Nói chung là anh đang vay ngân hàng nha anh chị, không gồng lãi nổi nha. Nó như một tháng là anh đóng lãi trong lãi ngoài là khoảng tầm là 40-50 triệu nha anh chị. Nói chung là bé quá bé rồi. Anh chị nào mua được cái sản phẩm này là lời lúc luôn nha. Qua giai đoạn này là anh chị khỏe ra luôn. Nói chung giai đoạn này anh đang gồng lãi nên là muốn bán nhanh nha anh chị. Xa lỗ, quá lỗ luôn rồi. Ra đây là đường Phước Tân Hội Bài. Đường này là đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh luôn nha anh chị. Đó. Anh chị rẽ phải đây là đi về vòng xoay Đức Mỹ, đi về khu công nghiệp Sona Energy, đi về đồi Cừu Suối Nghệ, đi về Sun Gold ha, đi về quốc lộ 51, đi về thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm là 85 km. Còn hướng ngược lại đi về 2 km là tới ngay vòng xoay ngã 6 Đá Bạc, nhà thờ Đá Bạc ha, và cũng là hướng đi về Xuyên Mộc, Phước Tân, đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lê Ghi, Bình Thuận. Mình rẽ vào đây khoảng tầm vài trăm mét thôi ha. Rồi, bây giờ em mời anh chị xem sổ, xem quy hoạch, xem vị trí. Mình là hai sổ anh chị ha, sơ đồ vị trí đầy đủ. Thì anh chị nào quan tâm thì inbox Zalo cho em để em gửi anh chị xem ha, tại vì hôm bữa em cũng mới quay lên rồi ha. Em mời anh chị xem bản quy hoạch ở đây ha. Đây là hai thửa này anh chị. Anh chị nhìn rõ hơn nè, đây một thửa L nè. Và một thửa này hai thửa ha. Thì bám mặt tiền đường nhựa đây là 50m nè, sâu cạnh bám theo suối đây là 100m hai thửa này anh chị. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ, lên thổ cư thoải mái, chủ hỗ trợ lên thổ cư luôn nên anh chị an tâm nha. Giá quá rẻ luôn. Em mời anh chị xem vị trí ở đây ha. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ, đất ở nông thôn. Vị trí của mình là sát với lại đường Phước Tân Hội Bài nha anh chị. Đây, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, ủy ban rất là gần luôn ha. Đây, trên đất của mình là suối bám quanh đất này, có 5 cái chòi, có một nhà máy thái bên này, có nhà quán cà phê bên này nha. Phía sau có hồ câu cá. À, quá đẹp chưa? 50m mặt tiền đường nhựa. Sâu vào trong là 100m suối nha. Ngay trung tâm nha anh chị. Thì đường Phước Tân Nội Bài này anh chị để trái đi, đi về Suối Nghệ Châu Đức, đi về thành phố Hồ Chí Minh nha, về quốc lộ 51 80 km, còn anh chị để phải đây là về ngã 6 Đá Bạc 2 km này.
và cũng là hướng đi về Phước Tân, Xuyên Mộc, La Ghi, Bình Thuận ha. Còn anh chị đi về biển thì đi về Long Tân này, đi về hướng vòng xoay Đất Đỏ này ha. Đi về vòng xoay Đất Đỏ, đi về Phước Hải thì khoảng tầm 25 phút đi xe. Còn di chuyển về thành phố Bà Rịa thì khoảng tầm là 8 km này. Về thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm là 80 km nha anh chị, cách thành phố Vũng Tàu khoảng tầm là 30 km chưa tới nha. Anh chị nào quan tâm inbox liền cho em ha, có sẵn hệ thống đang cho thuê, thu nhập hàng tháng quá ổn định ha. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.